Anh ra đây làm gì vậy? Tôi đi tìm cậu. Không phải là anh đuổi tôi rồi sao? Ra đây tìm tôi làm chi? Nghe tôi giải thích đã. Không. Đấy. Chân anh bị chọc hay sao rồi đó? Để tôi dìu anh qua kia. Anh báo thật sự luôn á. Làm gì mà nhìn tôi cái mặt thấy ghê ấy vậy? Không. Nhìn gì đâu. Nhẹ thôi. Đau. Rồi, đi được rồi đó. Cậu đúng ác luôn ấy. Mà cậu học ở đâu hay thế? Làm mèo chứ đâu có thiếu kiến thức đâu. Bây giờ chân anh khỏi rồi, đi về đi. Cùng về đi. Ở đây lạnh lắm. Mọi người ai cũng lo cho cậu hết. Tôi xin lỗi. Về nha.